Chủ nghĩa dân túy là hệ tư tưởng và về uống rượu uống bia của người dân phải không anh? Tao quỳ tao lại mày. Sau vụ Nhật phá nát metro thành phố Hồ Chí Minh, em nhận ra chỉ có Trung Quốc thật lòng với dân Việt Nam. Chưa bao giờ thấy Trung Quốc chơi bẩn như mình. Mày thả pháo thì ok, nhưng mà mày đi pháo ngược, nhưng mà đi pháo ngu là 3 triệu nha con. Không phải muốn thả sao thả đâu con. Thằng Trần Trung Hiếu thể hiện trí khôn. Mày có tin mày 3 triệu không? Hả? Tại em thấy mấy diễn đàn kinh tế bây giờ người ta chửi Nhật khen tiếng Cát Linh Hà Đông. Nó tóm lại đó là hiệu ứng ngược của bọn Trung Quốc đó mày. Tao biết mày hiểu nhưng mà mày thả pháo ngu với mày thả pháo ngược tao cho mày 3 triệu. Trước dân ta nói doanh nghiệp Trung Quốc bựa, giờ đụng chuyện thấy Nhật cũng bựa quá cha. Thật sự thì tôi nghĩ là trong vấn đề đó nó có cái gì thôi. Chứ còn xét về độ bựa thì Nhật Nhật nó vẫn đẳng hơn Trung Quốc rất là nhiều. Tất nhiên thì trong cuộc sống thì đôi khi nào cũng chó má thôi. Nhưng mà vấn đề Nhật đó, mình vẫn có cái niềm tin với cái dân tộc đó nhiều hơn. Không tự nhiên mà Nhật nó như vậy, đúng không? Không tự nhiên mà Nhật được thế giới nó kính nể, mà không tự nhiên Nhật mà nó được làm đại ca của châu Á. Đó, hàng Trung Quốc không thể nào thay thế vai trò của Nhật được nha. Đừng có gì một sự việc hai sự việc mà hiểu chưa tới rồi mình đi có cái phán xét ngược. Dạ em biết em sai rồi. Ờ mày biết mày sai rồi mà mày còn sai nữa là 3 triệu nha. Anh ơi, không lẽ ông Hải trở cờ? Em thì không nghĩ vậy, vì ông ấy không thể phản bội đất nước đi ngược với truyền thống gia đình chỉ vì việc cá nhân như vậy. Trở cờ gì má, tự nhiên cái trở cờ là sao? Ông Hải bị bọn truyền thông dân túy làm hại. Bạn nói có phần đúng, bạn nói có phần nửa đúng thôi nha. À, hình như anh có ác cảm với ông Đoàn Ngọc Hải phải không? Em thấy có nhiều video phản tánh không tốt về việc ông làm. Nói chung thì ác cảm hay ác cảm gì anh không ác cảm gì hết á, đúng không? Việc làm người A, người B, người C trên xã hội Việt Nam là 96 triệu người lận em. Mỗi người có một cái việc làm, mình đồng tình hay mình không đồng tình và đứng trên góc độ của mình nhận xét thế nào thôi, chứ không có gì gọi là ác cảm hết. Còn thí dụ như em á mà muốn ý kiến cái cò gì, muốn chất vấn với anh á thì xô mẹ cái hộ khẩu Sài Gòn ra đây, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh chứ lộn. Nó có nó nói chuyện tiếp, không có biến mẹ đi, mệt quá. Cái chuyện của dân thành phố Hồ Chí Minh này không cần đối thoại với dân ngoài thành phố Hồ Chí Minh, nó nói thẳng, đúng không? Mình trên bàn nhậu á, mình nói chuyện này chuyện kia ok, chuyện đời chuyện đạo rồi được, còn chuyện của tao liên quan tới mày mà nói, đúng không? Ví dụ như cái chuyện dẹp vỉa hè ngày xưa tao cũng đam biết thằng rồi, tao nói mày muốn nói vỉa hè xô cái hộ khẩu quận một ra, không có biến. Còn ngược lại thì phải xô được hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh ra. Ừ, quận một là cái riêng, thành phố Hồ Chí Minh là cái chung của một địa phương, ngoài địa phương miễn bàn. Nếu tao giờ tao chỏ mỏ đây sông Tô Lịch đâu, sông Tô Lịch là chuyện ngoài Hà Nội ok, đúng sai gì đó là chuyện của ngoài Hà Nội và để cho người dân Hà Nội người ta quyết định. Còn trên cái quan điểm của mình đó, trên cái quan điểm của mình, ví dụ sông Tô Lịch mà làm đẹp được thì ngon, còn nó làm không đẹp được thì thôi. Sống nó phải văn minh, sống mẹ đầu bò, hợp lý không em? Cái tật nhiều chuyện đó, cái tật vô phòng ghim bà ai cũng chỉ đó, cái tật đó nữa, dạy hoài không khôn, đúng bản chất trẻ trâu. Anh cũng dân tỉnh, dân tỉnh cái đầu mà dân tỉnh, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, nhà tao bốn cái Sài Gòn dân tỉnh, chứng minh dân thành phố Hồ Chí Minh, cặp đặt xe thành phố Hồ Chí Minh, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh đó, nhà bốn cái Sài Gòn dân tỉnh, thua luôn. Tự nhiên cho người ta cái quyền phán xét kìa, em đâu ra vậy? Nhiều người nói vụ vỉa hè lấn chiếm là nhếch nhác của xã hội Việt Nam, ông dẹp vỉa hè là đúng mà anh. Ok, cái vỉa hè thì nó có nhiều chuyện, mà bây giờ mày muốn tranh luận với tao mà đưa cái hộ khẩu Sài Gòn nó nói chuyện tiếp, mày không có biến, mày mệt quá liên quan tới chuyện của mày. Sài Gòn cũng là của Việt Nam chung mà anh, 3 triệu. Ủa, không nói nhiều, tao nói thằng Trần Trung Hiếu là tao cho mày vô sổ bì đen rồi, mày ý kiến đi cò mà sồn nữa là 3 triệu. Cái tật đó mày ngay là chết thôi. Ủa, đã cảnh cáo rồi mà lì, hồi nãy cái thằng đó nói là nó đội Trung Quốc lên đầu đó các bạn, thằng Trần Trung Hiếu là đó đó. Xong nó chửi Nhật cái đội Trung Quốc lên đầu rồi, đâu có Trung Quốc có ơn có nghĩa đâu, cho thiên hà đi chung luôn nè nè. Athlon bố lão, Athlon bố lão. Rồi còn đứa nào nữa không? Gì à, đất của nhà nước mấy ông xây lấn chiếm đập đúng rồi la. Đang nói chuyện gì, mày đang đam thằng nào hay mày đang đam tao? Nói cho nó rõ, nếu mày đam tao câu này tao đập cho chết bà luôn nè. Còn mày đam thằng kia thì thôi. Làm việc 5-6 năm mang GDP xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng tính là dân thành phố Hồ Chí Minh không anh? Không mày, dân thành phố Hồ Chí Minh phải có hộ khẩu, dân Mỹ phải có quốc tịch. Nói chuyện ngáo đá như mày nói được, không lẽ giờ mày đi du lịch bên Mỹ xong mày trốn qua La Bển mày cạo móng rồi mày nói mày dân Mỹ, khùng hả mày? Hợp lý không em? Cái gì đó đó thôi, đừng có xàm.
trẻ trâu xàm quá, thằng này mày muốn 3 triệu dân tí cực đoan không mày hả? Tùng phố cháy sao bây giờ muốn coi tiếp hay muốn 3 triệu cái tội dân túy cực đoan mấy em? Bây giờ thằng nào dân túy cực đoan là tiễn luôn, chơi với mấy thằng dân túy này ghê ghê. Mấy bạn thấy sao, có nên tiễn này 3 triệu không mấy bạn, hay để cho nó coi tiếp mấy bạn? Thằng này là chủ nghĩa dân túy cực đoan nghe. Này tôi sẽ giảng cho bạn hiểu thế nào dân túy cực đoan. Thế mày có quốc tịch không mà bàn về Mỹ? Đam hay, vỗ tay. Mày đam hay, nhưng mà đối với tao giải đam mày cái một nè ha. Tao bàn về Mỹ, nhưng mà tao không có xây dựng nước Mỹ. Tao mới ngồi tao nói ở cái Mỹ phải xây cầu này, đúng không? Tao không ngồi tao nói ở Mỹ nó phải làm đường kia. Tao không có ngồi tao nói ở Mỹ nó phải dọn vỉa hè chỗ này, dọn vỉa hè chỗ nọ, cẩu xe này, cẩu xe kia. Đó, cái bàn của tao về Mỹ nó khác, đúng không? Nên cái câu đam này của mày á, nó lệch hướng rồi con. Còn mày bàn về vỉa hè là khác, đúng không? Mày đang ý kiến về chuyện một cái người kia, người ta dọn dẹp vỉa hè, nó ảnh hưởng tới sinh kế của rất là nhiều người đó, mà nó trong cái vấn đề làm rất là cực đoan và tầm bậy đó, mày đang bàn về cái đó, hiểu chưa? Nó khác nhau về bản chất, đồ ngưu. Đừng tưởng tao khen mà hay nghe, xã giao với mày thôi. Bởi vì 100 người ủng hộ vỉa hè thì 98 người không liên quan gì đến vỉa hè hết. Tôi nói thẳng 100 người luôn, cái đó là dân túy cực đoan luôn, dính vô bài dân túy cực đoan rồi. Ở đó, ở cái người mà liên quan tới vỉa hè không ai ủng hộ hết, nó thật sự luôn. Ở những cái người mà có góc độ mà văn minh mà khách quan như tôi nè, nó tùy chuyện, đúng không? Thí dụ như ăn uống lấn chiếm lòng lề đường, cái đó dẹp, đó đúng, không bằng cãi, đó không bằng cãi, hiểu không? Mấy ông hiểu cái gì không? Rồi cực đoan tới cái mức mà cái xe người ta đậu ra có 50 cm mà kéo phóng viên tới, cái đó tầm bậy, cái đó là tầm bậy, quá tầm bậy. Rồi xong rồi nạt nộ địa phương này địa phương nọ, phải làm giống tao, không làm giống tao không được, có mày có vì dân hay không mày phải làm giống tao, càng tầm bậy. Xong rồi đổ lực lượng của cơ quan chức năng người người ra, đúng không? Đêm hôm khuya khoắt càng quét này nọ kia, tạo ra một cái sự hỗn loạn trong xã hội, càng sai. Các bạn có phân tích được những điểm đó hay không hả? Đâu phải mà một cái các bạn nhìn thấy đúng là tất cả khác đều đúng. Bạn còn á, khi mà bạn lại có nhà mặt tiền, nó ảnh hưởng tới cỡ nào? Hay là bạn chỉ là thằng nào phớt quan qua thôi, bạn thấy ôi thôi kệ mẹ tôi, bay biến mẹ hết đi, chừa đường tao đi, có phải như vậy hay không? Văn hóa Sài Gòn là văn hóa vỉa hè, mà mất đi Hàng Rong thì vỉa hè không còn gọi là Sài Gòn. Nói như vậy lại càng không đúng, đúng không? Bạn không thể nào biện minh là cái văn hóa Sài Gòn là văn hóa vỉa hè để cho bạn chấp nhận cái hiện tại nó nhất nhé. Tức là mình nói cái sự kiện nào nó phải nói cho nó rõ ràng và nói cho nó đúng, chứ không phải là bạn cứ nói kiểu chung chung như vậy. Bây giờ cái vỉa hè đó, bây giờ bạn nào sống ở Sài Gòn biết vỉa hè nó kẻ làm đôi, đúng không? Cái phần ở trong là có thể ok du di, phần ở ngoài là bất khả xâm phạm, thì cứ thế mà chơi đi, sổn gì, đúng không? Cứ thế mà chơi đi, nó như vậy được cả làng. Còn ông kia ông muốn chiếm nguyên vỉa hè luôn, ông bắt cái tầm bậy. Mà khi mà ông chiếm nguyên vỉa hè ông kinh doanh đó, thì một đống xe máy đậu từ lưa hộp dưa hết kẹt đường, cái đó càng sai, cái đó là phải vậy. Chứ mấy bạn sao nói chuyện chung chung cái đó được. Còn bây giờ tao nói thiệt, các mẹ bán Hàng Rong cực khổ chẳng đã mà phải bán, chứ đừng nói ai tôi yêu nghề. Tất cả những cái lời nói này không có thuyết phục được người khác. Nhưng từ từ thì giờ ok, còn khổ còn nghèo thì chấp nhận vậy, nhưng mà từ từ nó nâng cao lên này nọ kia các thứ thì phải khác chứ. Bán vỉa hè bán Hàng Rong xuống à? Cái gì à, mày phân tích theo hướng cộng sản cực đoan rồi nhóc. Thôi mẹ ơi, mày học lớp mấy mày mở miệng ra cộng sản cực đoan rồi này nọ ghê mày hả cu? Phản động mày đặt nó nho nữa. Vỉa hè là của toàn dân chứ không phải một mình ai có quyền sử dụng. Nói thì cũng đúng, đúng không? Vỉa hè là của toàn dân, nhưng mà bây giờ cái vỉa hè này công nhận tự nhiên livestream mẹ cúp điện xong mình phát một like không tắt, ghê không? Ghê không? Livestream bị cúp điện ông ơi, cúp điện xong giờ đang chạy máy phát đèn mà livestream không tắt, không dữ chưa? Bạn thấy ghê ghê không? Đó, người ta livestream cúp điện là đi mẹ livestream rồi. Má tôi livestream cúp điện xong mở lên cầu like. Bởi vì tôi mới nói là ghê chưa? Máy phát điện mấy ngựa. Máy phát điện ta đi ta kêu bằng kê cái gì KVA. Bao nhiêu KVA chứ mà hỏi tao mấy ngựa sao tao biết? Chỉ bị mất hình thôi sếp, chứ nãy giờ tụi em chửi lộn bình thường. tụi em chửi lộn bình thường đúng không?
Vì vỉa hè là của toàn dân chứ không phải một mình ai có quyền sử dụng nó, thì bạn nói đúng á, bạn nói đúng về lý đúng không? Nhưng mà thực tế vỉa hè trước nhà nào đó sử dụng mà, nhờ nó đậu xe trước nhà nó là đúng hay sai? Anh Duy đánh giá thế nào về việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 160 triệu Việt Nam đồng đã ủng hộ? Bây giờ tao chỉ hỏi mày nè, đòi ở đâu? Bây giờ alo đòi riêng hay là đòi trên Facebook? Mày trả lời tao hai cái đó đi, rồi xong rồi tao mới nói cái góc nhìn của tao trên góc độ doanh nhân. Bạn đúng không? Mình phải nói cái gì cũng phải vậy. Một cái sự việc nào mình phải bình tĩnh lại, mình phân tích cho nó thật kỹ, mình nhìn nhận cho nó thật kỹ ở mọi góc độ và từng bước của sự việc đó, thì nó mới hạn chế ít nhất sai lầm, hạn chế để cho sai lầm mình ít nhất á. Chứ gì nói ngắn ngắn thì các bạn nói hạn chế câu nói nó ngược ngược. Vì anh Duy với Đoàn Ngọc Hải giống nhau ở một điểm, đều ham danh thích nổi tiếng bậy bạ nha. Mà tao đứng mình tao thôi nha, mình đừng so tao với người này người kia, khổ tao lắm nha mày, nha mày, nha mày. À, nhiều nhiều thông tin ông Đoàn Ngọc Hải thường giao du với cụ đại biểu Lưu Triều Tiên, Duy nghĩ sao? Thật sự mà nói đó, thì sống trên đời này người ta có quyền tự do đi lại, có quyền tự do kết giao, đúng không? Chơi với ai đó là quyền cá nhân của họ, và chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền cá nhân của họ. Nhưng có một điều, muốn muốn mình nhận xét về một người nào đó thì hãy cho tôi coi những người bạn của họ. Duy nói chuyện ngắn gọn thôi, không có nói chuyện đạo lý được nha các bạn. Đối với Duy á, thì tất cả mọi người đều có cái quyền, đó là cái quyền tự do. Cái quyền tự do là cái quyền riêng tư, cái quyền không ai có thể xâm phạm. Nhưng thòng thêm câu nữa, muốn biết người đó như thế nào thì hãy nhìn những người bạn của họ. Muốn biết Duy Nguyễn như thế nào thì hãy nhìn những khách hàng của tôi. Hãy nhìn những người bạn của tôi. Thế thôi. Bạn thấy tôi bao giờ mà tôi kề vai bá cổ này nọ không? Còn đi nhậu đi nhẹt không? Bạn có thấy bao giờ mà tôi chụp hình tôi post tôi và những người bạn tôi như thế nào không? Không có. Đó. Thì bạn đánh giá về tôi đi. Thằng này nó hơi ghê. Thằng này nó sống không có bạn nè. Thằng này sống tự kỷ nè. Đồ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Lỡ người ta có tính hòa đồng thì sao anh, thì kệ người ta. Đâu có gì đâu bạn. Chuyện nói chuyện bình thường. Thì kệ người ta. Đó. Ví dụ như cái tính hòa đồng nhân Vũ Hoàng Yên đó. Ủa Võ Hoàng Yên hay Vũ Hoàng Yên thì bạn thấy có ok không? Thì giờ bạn thấy làm sao? Đó, trong khi cái chuyện của ổng bây giờ lôi ra đống người kia ngồi im re luôn. Đó, thì giờ xét ra góc độ gì, bạn hay là bè? Đúng không? Nếu mà là bè thì mày chết kệ mày. Còn nếu mà là bạn thì tại sao tao chết mày không cứu? Đó, nó nhiều vấn đề lắm. Thì các bạn cứ sống đi, cuộc đời nó còn dài lắm. Các bạn cứ trải nghiệm từ 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 đi, các bạn sẽ đúc kết ra những bài học của riêng mình. Có những chuyện trên đời nó vi diệu lắm mấy bạn. Hà Ly My, ủa Hà Ly Mỹ hả? Chị ví dụ như chị là dân thường thì chị nói câu này được, còn em là KOL em nói câu này không được chị ơi. Khổ lắm chị ơi, khổ lắm chị ơi nha. Anh thấy sao vụ bà Hằng với ông Yên? Tao đã hỏi tụi bay nhiều lần rồi, ai là người thắng cuộc trong cái vụ này? Tụi bay trả lời sai bét hết trơn mà đòi bình luận với tao. Không, tụi bay trả lời sai bét hết trơn mà đòi bình luận với tao. Anh chỉ bình luận với người trả lời đúng thôi, còn những người trả lời sai á thì anh sẽ chia sẻ cho cái hướng đi để từ đó mà tìm hiểu nha. Ông này bà nọ cuối cùng chỉ có YouTuber ổng giải. Ông nói đúng câu này là chẳng qua cái đam trước ông có coi, tôi nói rồi ông biết. Chứ nếu mà cái đam trước ông không có coi á là ông đâu biết vụ này đâu. Ông không thấy hả? Trong cái đam trước tôi hỏi là ai là người thắng, tụi nó trả lời 10 đứa không có đứa nào đúng hết. Vụ ông Yên sao rồi anh, sao mà liên quan tới nghệ sĩ vậy? Ai biết, tao đâu có theo dõi đâu mày ơi. Tao thấy Phố Bình Xài TV nó bú quá à. Tao ngồi tao thể hiện quan điểm thôi. Anh Duy dùng sim Viettel hay Vina vậy? Anh có suy nghĩ gì khi nước ngoài kinh ngạc trước tốc độ truy cập internet của Việt Nam mình? Nói thật ra thì mấy thằng nước ngoài đó mấy thằng nghèo thôi, nó gọi là nó ngạc nhiên là tại sao bên đây free hoặc là bên đây giá rẻ mà được vậy, còn bên nước nó phải trả tiền, nó khác nhau vậy đó. Chứ internet tốc độ đâu chả cao, nhưng mà tại bên mình rẻ, nó xài đồ chùa nên nó thấy lạ. Còn bên nó bỏ tiền ra đây thì nó không có tiền nó xài. Nó phải hiểu cho nó rõ lắm em. Chứ không phải là bên nước ngoài nó chưa gặp internet chậm, không có. Đừng có hiểu một chiều nghe chết luôn. Chủ vườn lan đột biến ẵm 200 tỷ bỏ trốn, anh thấy sao? Ngu thì chết thôi chứ sao trăng gì em. Đúng không? Nhìn thật sự nhiều khi mà anh không muốn đụng chạm tới những cái thú vui chơi lan. Nhưng mà anh hỏi tại sao phải bỏ tiền ra mua một nhánh lan? Mà trong khi số tiền đó có thể xây được một building. Từ một cái building đó tao tạo công ăn việc làm cho nhiều người, ta giải phóng được rất là nhiều vấn đề, và trên cái building đó người ta vận hành cái building đó người ta kiếm tiền nữa. Nên cái vấn đề đó kệ thôi, đó là quan điểm của mỗi người, sở thích của mỗi người, có chơi có chịu có thua có chung mà. Còn đối với anh là never never xài những cái đồng tiền mình kiếm ra cực khổ một cách phung phí như vậy, không bao giờ có.
mày kêu tao mua Lamborghini tao còn chưa mua đây, cái Lan nó tối ngày mấy em hỏi anh Lan 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 con khỉ gì Lan quệ gì ông mày làm nó làm nó Lan, bởi tao nói đó là cái tầm không? Mình làm gì cũng phải trách nhiệm đó, mặc dù mình có tiền nhưng mà mình xài đồng tiền phải có trách nhiệm nữa, cái đó mới thể hiện con người văn minh đó. Với anh nó là như vậy. À, vì em đang làm ở Việt Nam lương 25 triệu, ba em đang làm bên Nga và muốn em qua kế nghiệp tháng được khoảng 50 triệu theo em đi hay ở. 25 triệu đổi 50 triệu đi hay ở, tao tao thấy tao ở là hay hơn rồi đó. Ủa, thôi ba ba làm mình ba đi ba. Bây giờ con cái tự lập thôi kế nghiệp cái gì nữa ba ơi. Ba bên đó ba kiếm mấy đứa con riêng nó nói tiếng Nga nên nó kế nghiệp dễ hơn, con ở Việt Nam đang thơm, bộ bịch quan hệ đồ cả đống. Chi phí sinh hoạt cũng vừa phải. À, bữa em lướt YouTube gì thấy có đề xuất kênh Việt Kiều mới Jesus lương cũng Zimmer hot girl độc thân thử thử tán xem win không anh. Ủa bây giờ tao hỏi mày nhan, trên đời này có khái niệm hot girl mà nó độc thân không? Cái khái niệm này nghe nó hơi khập khiễng. Hả? Anh là sống từng tuổi này rồi, đúng không? Anh nhìn đời nó nhiều rồi em, nên thôi mày bớt diễn với anh nha. Còn bây giờ nhà bao việc rảnh đâu mà tán, bây giờ anh để cho cái tán ngược em, anh không đi tán gái nha. Bây giờ anh có nhiêu đó thôi. Ừ, cuộc sống anh nó vậy, nhà cửa xe cộ tiền bạc độ chịu chơi của anh vậy đó, em gái nào yêu thì ngỏ lời xong rồi anh lựa, chứ anh giờ rảnh đâu đi tán gái mày, đúng không? Tán gái sao có tiền, thà mình làm nhiều tiền mình để cho gái nó tán, cái đó gọi là kêu là cao cờ, còn mà cầm tiền đi tán gái là thấp cờ đó. Ai thấy đồng quan điểm thì like đi mấy em, đúng không? Tại vì thời gian mà đi tán gái nó không sinh ra tiền, còn thời gian mà đi làm nó sinh ra tiền, xong rồi để mày để ngược gái nó tán lại xong rồi lựa nhanh hơn. Nhưng mà con nào nó tán mình chắc chắn nó phải chịu mình, đúng không? Mẹ còn cái con mình tán nó hên xui vậy, nó dở dở nữa ông nữa thằng mà nữa bà nữa cô thôi mệt nắp, hợp lý không mấy em? Đó là cái bộ não của doanh nhân nha, bộ não người từng trải chứ không phải là bộ não của Sửu Nhi và Trẩu Tre. À, có phải anh Duy sống theo kiểu siêu sao của nước ngoài không? Anh có con với bạn gái nhưng không làm đám cưới, để khi chán thì tiền chăm con hàng tháng vẫn rẻ hơn tiền chia tài sản, bậy bạ. Sống kiểu đó kiểu kiểu kỳ cục, tùy hoàn cảnh của mỗi người thôi chứ sao tính toán gì được mày. Người ta nói là gì, dao đâm thịt thì đau, mà thịt đâm thịt nhớ nhau suốt đời, đúng không? Nhất dạ phu thê bách dạ ân, rồi mới sống nó phải tình nghĩa nữa mày, sống kỳ cục vậy đúng không? Mày mày có lấy vợ không lấy vợ chuyện đó không quan trọng, nhưng mà tất cả những người phụ nữ qua đời mình sống mình phải tình nghĩa, đúng không? Mà có chia tay là phải văn minh thế thôi, chứ làm gì nghĩ tới chuyện mẹ có con với người ta đã đời xong rồi khi mà chán bỏ xong không cho tao được đồng bạc nào trơn, sống vậy mẹ nghiệp quật chết nha mày, bậy bạ không à. Thằng thông minh lê này sống vô gian quá. À, chị em phụ nữ mà nghe câu này chắc rụng trứng hết, rụng hay không rụng thì sao, nói thật lòng thôi, anh đó là quan điểm sống của anh đó, anh trước sau như một nói thẳng, anh là không, anh là người không thích vòng vo, anh thích đi trực tiếp cho vấn đề. Vì à, BBT mà mạnh lên cỡ Vin rồi cộng sản cũng thịt như Trung Quốc thịt chắc ma, thì ai biểu mày có tham vọng, tao đâu có tham vọng đâu, đúng không? Tao chỉ đơn giản là tứ trụ Sài Gòn thôi, đi ngạo nghễ cầm mẹt chạy xe làm một gì tiểu tư sản nhỏ nhỏ thôi. Ủa tao đâu có tham vọng làm tỷ phú đâu, đúng không? Mày ngáo quyền lực thì mày chết thôi, ý kiến cái cọ gì con vợ vậy thôi à.